Chào ông bà. Chào ông bà, cô chú, anh chị em. Hôm nay con biết bò rồi đó nè. Bây giờ con được 10 tháng rồi đó. Bò đi tùm lum tùm la, rồi ăn cái này ăn cái kia. Hồi nãy em biết sao lượm cái miếng băng keo dán lên tay á, rồi gặm trong miệng rồi ăn cái đồ ấy chưa. Rồi bây giờ con sẽ đi ăn. Rồi bây giờ mẹ cũng phải đi nấu đồ ăn nữa. Thế bây giờ biết chưa? Chưa biết đi được. Chưa có đi được ông bà ơi. Rồi mình đi nấu đồ ăn nha. Rồi sẵn chia sẻ cho ông bà cô chú về điện nè ở bên Mỹ như thế nào và nước có mắc hay không. Tí xíu mình sẽ gửi cái thông tin cho coi nha. Chào cả nhà, đang nấu đồ ăn tối bây giờ nè, nhiều chuyện phải chưa làm nha. Bây giờ hiện tại là 8 giờ tối mà bình thì chưa rửa, chén thì nó đã lên trên núi rồi, ăn tối thì chưa có ăn, để đây và chưa đâu mình nấu được ăn nữa nè. Các bạn mời các bạn coi nè. Rồi đây là nồi canh mình đang ngày hiện tại đang nấu. Cá này là cá trâu á các bạn, mình không biết cá trâu là cá gì mà nó cũng tựa tựa giống xem mình vậy đó. Thì khi mình nấu thì thích nấu với thơm rồi bỏ nhiều hành lá vô đây thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình bớt bớt cái bột ra nè, cái bột này nhìn cũng có đẹp đúng không. Mình có bỏ một ít đường, muối, nước mắm, một ít bột gà. Nhưng mà canh này á muốn ngon thì phải bỏ nhiều hành cho nó thơm nè, và thơm bỏ vô. Ồ, trái thơm này hơi bị miếng này bị hư rồi sao nè. Cá thì mình không có để lâu quá nha, chứ không nó chín nó không ngon. Rồi bữa tối con kêu lên đây, bây giờ còn hấp thêm nữa bánh bột lọc chuối hôm bữa bỏ tủ lạnh đó các bạn. Mình làm xong mình bỏ freezer á, mình đã có video mình đã quay rồi nhưng mà hôm giờ chưa có thời gian để chỉnh sửa video cho nên chưa có dám bỏ lên. Còn bây giờ đang nấu đồ ăn cho chó con nữa nè. Nè chó con đang nấu, cũng nấu đồ ăn cho chó con luôn, nấu cháo cho chó con ăn. Cho nên á, ai nói tôi sướng ra nè, ngày nào cũng phải nấu đồ ăn. Hai con, hai em nhà nè. Bỏ chị vô trong này là mình cứ làm việc thôi à, dễ lắm. Chứ em không có khó. Giờ Kellen đói bụng rồi đó. Bây giờ cũng tối rồi. Bây giờ gần 9 giờ tối rồi các bạn. Mình cũng phải kiếm cái gì mình ăn. Tại vì mình ăn ít lắm các bạn ơi. Ăn ít lắm. Nhưng mà ăn là ăn tối. Rồi các bạn ơi, mình đã có một chén chén canh, canh cá. Quay cho các bạn coi đó. Ăn ít lắm, đâu có nhiều đâu. Cái tô bự chứ thật sự ít lắm, không có nhiều đâu. Mười lát khi mình chia sẻ cho ông bà cô chú về tiền điện ở bên này như thế nào, tiền nước bao nhiêu và tiền thuê đất như thế nào, thì tí xíu kia là sẽ chia sẻ cho nha. Bây giờ mình ăn tối. Ăn tối thì chồng hôm qua có làm thịt sườn, chứ không phải sườn Hàn Quốc. Tại vì khi mình thích nó chín á, không thích ăn sống, cho nên hâm lên chín, hơi chín. Bây giờ mình ăn cơm, ăn thêm một ít canh, rồi lát kia là sẽ quay cho ông bà cô chú xem cuộc sống như bên này như thế nào. Hiện tại như là 9 giờ, Kellen chưa có nấu đồ ăn xong đó các bạn biết không vậy. Tại vì ở nhà đâu có ai giúp đâu, chỉ có hai vợ chồng thôi. Mà bây giờ chồng đi làm rồi thì chỉ có mình ở một ở nhà chăm ba đứa và lo việc ở trong nhà thôi.
thì vậy đó. Khổ lắm các bạn ơi. Nấu canh thơm ngon đấy các bạn ơi. Các bạn nào mà chưa bao giờ nấu canh thơm á với cá, nấu thử đi. Cá trout nó cũng tự tự giống xe mình á, cá hồi á các bạn. Mình nấu rất là đơn giản luôn mà nó rất là ngon. Tại vì không phải là mình chen đồ ăn của mình, nhưng mà cái món này nó ngon. Có nhiều người họ không thích ăn thơm, nhưng mà Kaylin lại thích. Chồng cũng làm thịt cho mình ăn luôn. Thịt này á thì cái sườn thì ngon. Sườn này nó dai dai, nó cũng béo béo. Bé nó khóc. Ở trong chuồng à. Hai mèo con. Mẹ con không có muốn ra đây hả? Hả? Muốn ra đây hay sao? Còn hai ảnh ngồi đây. Nhà như chuồng heo á các bạn. Cuộc sống ở bên này á các bạn, mình không biết là gia đình của các bạn như thế nào. Nhưng mà ở bên bên này á là gia đình của Kaylin nấu một nồi bự rồi cả nhà ăn từ sáng tới chiều tới ngày mai luôn, chứ không có thể nấu từ món tại vì mình không có thời gian, ngày nào cũng phải đi làm hết. Có nhiều người họ bắt đầu làm 9 giờ tới 5 giờ chiều, có người thì 6 giờ sáng họ đi làm tới 3 giờ chiều họ về, mỗi người làm được 8 tiếng đồng hồ như vậy. Thì thường Kaylin nấu á, là mỗi ngày, hôm nay mình nấu thì là ngày mai là mình ăn hết rồi. Thì mỗi ngày như vậy, mình ăn giảm cân thôi các bạn, cho nên mình ăn canh nhiều và mình ăn thịt nhiều, chứ mà không có ăn cơm nhiều. Tại ăn cơm sợ mập. Hôm bữa mình xanh xong rồi bây giờ mình còn ú nu nè, chưa có giảm cân được đó. Thì cuộc sống bên này á, đôi khi có nhiều người họ bận rộn, họ nấu hơn một món, tại vì thật sự không có thời gian mà nấu mỗi ngày các bạn. Chồng của Kaylin nó đặc biệt lắm, ăn thì phải ăn rau quả mỗi ngày á, phải nấu canh hay là rau quả, chứ không có nấu đồ mà đồ ăn như là mỡ nhiều. Cá hồi này nó béo, nhưng mà nó không phải cá hồi, cá trâu nó béo. Ăn 3 cục thịt, khoảng muỗng cơm, một hai muỗng cơm với lại một chén canh là nứt bụng luôn rồi. Rồi bây giờ mình ăn xong rồi, biết mình ăn cái gì nữa không? Lâu lắm rồi không được ăn, chứ bây giờ ăn nè. Nó hơi đắng đắng, chút sữa là phải ngọt đúng không? Mà tại sao nó đắng đắng vậy ta? Một là chưa đủ chín, hai mình ăn trúng cái vỏ. Nè, thấy không, cái sữa này à, các bạn thấy không, hiếm lắm à. Ở bên mình á là tiểu bang nhỏ cho nên họ đâu có bán đâu, mà hen là trúng cái hội chợ họ có bán, từ tiểu bang Florida họ đem qua họ bán. Trời, ông bà cô chú ơi, đây là đồ ăn của mèo con đây. Trong này á có nhiều nguyên liệu rất là tốt cho em bé. Thì trong này có cá hồi nè, cà rốt, rồi zucchini, rồi cá nè, đủ thứ trong này á. Với lại sweet potato, khoai ngọt. Xoay cái là 2 giây là xong đúng không? Mừng quá vậy hả? Mở miệng ra à, ăn giỏi quá đi. Nhảy nữa hả? Nhảy nhót nữa hả? Thấy giống ai không?
Vian à, đây ông bà cô chú ơi, con tên là Yến My á. Khi mà đặt tên cho chị á, không biết sao đặt sao đẹp. Ăn miếng nữa thầy, một miếng nữa. Rồi con ăn rồi, ăn nhiều quá à, sức bụng à, chín đuổi rồi. Rồi đây cả nhà, bánh bột lọc mình đã xong rồi nha. Bữa bên này không có thời gian, bữa kia làm cái món này hết 7-8 tiếng đồng hồ. Ôi rồi ôi, hết ngày. Làm cái này phải có nhiều thời gian. Mà mỗi lần làm là phải làm nhiều lắm, làm mấy trăm cái lần. Tại vì làm nó xong mình bỏ trong freezer á, thích ăn cái là mình đem cho mình ăn. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cho mèo con uống sữa. Mèo con là bắt buộc phải uống sữa này, chứ uống sữa khác là bị ọc sữa tùm lum tùm la hết. Sữa này là 54 đồng này các bạn, không rẻ, 54 đô đó. Là mỗi 2-3 tuần là phụ uống 2 cái hộp này nè. Nghèo với cổ luôn á. Còn thêm 2 tháng nữa là cháu uống sữa bò được rồi. Chắc có lẽ có thể không uống sữa bò mà chắc phải mua sữa đậu á. Tộc đại bọn cho mẹ. Xin chào. That's it. Not. You're cheating. Nope. Chạy thôi đó. Thường thường ảnh nhớ hết cái kinh lại cha, mà ảnh lười biếng, ảnh không thèm đọc. Present, đọc sách đi. It's too hard. Okay. Bật gì? But this just make him sleepy. He isn't going to play. Weren't impressed. Đọc đi. Rồi lăn lộn không có thèm đi ngủ đây. Hôn em cái. Lại hôn em cái đi con. Đi đây hôn em cái rồi em đi ngủ. If I go sleep. Đi hôn em cái đi. Nên mẹ cho em đi ngủ nè con. Đi ngủ chưa? Lần lộn vô đây ngủ với anh hai anh ba. Em đi vô em ngủ với anh hai anh ba hả? Aviana read the book. Aviana đọc sách cho mẹ đi. Nè, hí nè. Tối nào cũng dài đây. Trước khi đi ngủ là phải ru. Mới đi ngủ. Không thèm ngủ riêng một mình đâu. Cả nhà ơi. Mình muốn chia sẻ cái máy này nè. Là máy rửa chén á. Của mình á. Khỏe lắm luôn á. Mình tráng sơ sơ xong rồi quăng vô đây cho nó tự rửa. Mua cục này nè, bỏ vô đây nè, đó. Xong mình rửa một tiếng đồng hồ nó nóng hổi luôn, là sạch sẽ luôn đó. Normal wash start nè, nó tự rửa cho mình luôn, khỏi cần lo đó. Rồi cả nhà ơi, khi lệnh chỉ cho các bạn và cô chú anh chị em biết về cái bưu điện của mình nè. Tháng 6 này mình phải trả là 103 đồng 59 cent. Tháng này mình xài điện nhiều quá, tại vì mùa hè nè đó, mình phải trả hơi nhiều. Một tháng mấy tiền chi phí khác nó tính vô trong này, mà mùa đông thì nhiều hơn chút nha các bạn. Mùa hè thì rẻ hơn tí. Tháng trước thì mình trả có 89 đồng, mà đây 89 đồng không, nhưng giờ tháng này 103 đồng này. Còn cái này là nước là 86 đồng một tháng. Thật sự nhà này xài nước thì ít. Nước thì họ tính có 20 mấy đồng, nó không 4 đồng cộng 9 đồng tiền giấy tờ đây nè, là khoảng 3 mấy đồng. Mà họ tính thêm tiền ống cống này nọ nữa. Đó là tổng số là
nó vô trong cái bill 86 đồng cho tháng này nè. Và tiền thuê đất nhà để Kellen chia sẻ cho, nhìn là chóng mặt luôn á. Mỗi năm mình phải trả 2 lần. Đây cả nhà, thuê đất cho cái nhà coi nè. Từ năm ngoái 2018 nè, là cái căn nhà này á, là thuế đất là tới 3.300. Xin lỗi, để coi cái nhà này mấy năm trước thì không có trả bao nhiêu hết. Mà từ cái năm mà mình dọn vô 2017, thì mình nhớ vậy, thì mình trả 3.300. Rồi sau đó 3.200 nó xuống tí xíu, mà thấy năm nay nó có lên một chút nè. Thì một năm mình phải trả 2 lần. Nên cái này là mình phải trả 3.400 cho nửa năm. Thì tháng 3 năm này mình phải trả 3.400 35 đồng cho nửa năm. Tuy rằng á, bác bạn biết không, nhà bên này nó lạ lùng lắm. Khi mà nhà mình đã trả xong rồi á, mình vẫn thiếu nợ nha. Trả tiền thuế đất. Tiền thuế đất nó cứ theo mình luôn các bạn. Tuy rằng mình có thể trả xong nhà đi nữa, mình cũng phải trả tiền thuế đất cho họ đó. Đó, thì khi lại muốn chia sẻ là bên này á, cái gì cũng phải chi tiền ra rất là nhiều. Nhất là dụng cụ trong gia đình mình cũng phải trả nhiều nữa. Một tháng mà trung bình cái người làm bình dân thì khoảng 2.000+ trở lên. Chứ mà mình làm ít quá thì không có đủ chi phí đó các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của Kellen. Nếu mà các bạn chưa có đăng ký kênh thì cho Kellen một subscription nha. Để tạ ơn mọi người và hẹn video khác. Xin chào.